Vì mình thời gian mình có nhiều nhưng mà may rất là may mắn để có cơ duyên là gặp được chị Hà. Chị có chia sẻ một chút thôi, chỉ là một chút những kiến thức nó không được nhiều như đầy đủ ở đây. Là hôm đấy là chị chỉ chia sẻ thêm cho về cái vấn đề khám phá chân dung khách hàng mục tiêu. Thì trước đấy thật sự là mình đi học rất là nhiều các thầy rồi, rất nhiều các lớp rồi, nói đến khách hàng mục tiêu em nghĩ là tất cả ở đây mọi người đều có thể hình dung ra. Nhưng mà mình không bao giờ nghĩ đến là cái việc mà mình phải vẽ chân dung khách hàng mục tiêu nó sâu đến độ như thế. Bình thường khi em làm việc với đội sale hay đội marketing của mình thì vẫn là những công nhân chắc học rồi địa lý học các thứ nôm na, và các bạn có thể học rất nhiều, các thầy cô mà dạy bộ môn marketing đều nói chung chung như thế. Thế nhưng mà khi gặp chị Hà thì chị có nói là bây giờ phải viết đến tận khoảng 1 đến 2 trang A4 kín đầy ra về cái rất rất rõ về cái sở thích, cái insight, cái định vị là họ ở đâu, họ như thế nào. Và lúc đấy thì mình mới ngồi hóa ra từ trước đến nay mình vẫn chưa thực sự sâu, nên chính vì cái việc mà mình chưa vẽ được ra gọi là chính xác cái hình tượng khách hàng mục tiêu của mình đấy nó còn mơ hồ, nên đâm ra tất cả những cái chiến lược kinh doanh hay chiến lược marketing PR từ content các thứ nó cũng đều rất là mơ hồ. Nhưng khi mà mình vẽ được ra nó giống như là mình hiểu được tất cả con người đấy, mình chỉ cần nhắm mắt ra là mình biết là trong ví dụ như trong khán phòng này em chỉ cần nhìn phát là em biết đâu là khách hàng của em luôn. Thì từ khi như thế thì những cái dòng content hay là những cái nội dung, kể cả ảnh bài đăng nó rất là sát, cái điểm chạm nó lớn hơn. Thì lúc đấy em mới hiểu là cái việc mà nguyên cái bài ba là khám phá chân dung khách hàng mục tiêu nó chỉ có mấy dòng như thế thôi, nhưng từ xưa em học rất nhiều khóa nhưng mình làm nó chỉ rất là nông. Còn đâu, và khi mà mình hiểu rõ được là cái đối tượng đấy là ai, họ sở thích gì, họ ở đâu, ở ngành nghề đấy, nhưng ngành nghề đấy ở chỗ nào, sở thích gì, rồi cái sở thích nó lại còn sâu là tâm lý học của người ta sợ cái gì, và càng chi tiết như thế thì đến cái lúc mà mình tìm thấy họ rất là dễ, mình tìm thấy họ rất là dễ. Thì em thấy là mới chỉ có hôm đấy chị Hà chỉ gọi là vẽ cho vay được cơ bản mà em đã thay đổi luôn. Mà chị chính vì nhờ thế mà chị có khoảng tầm từ cái viện học viện mới xây dựng thương hiệu cá nhân của em nó mới được khoảng 1 tháng rưỡi thôi, nhưng mà em chưa bỏ một đồng marketing nào, thực sự là chưa một đồng nào, mọi người vào Facebook em không một đồng nào, nhưng học viên của em full từ đây hết tháng 11. Thế nên em mới nói là cái câu chuyện mà từ hôm qua đến hôm nay là chị Hà cứ nói em ngồi em ngẫm và em lại nghĩ ra được rất là nhiều cái thông điệp truyền thông cho cả cái vấn đề học viện cũng như là cái vấn đề cho thương hiệu thời trang hay là cái mỹ phẩm của em, thế là em ngồi em ra luôn, nể nể số luôn. Thì em nghĩ là mọi người nên đi học. Có đến 95% khách hàng sẽ quay trở lại khi mà tất cả các vấn đề họ đặt ra được chúng ta giải quyết. Có những người có những cái suy nghĩ về cuộc sống, có những cái quan niệm về cuộc sống giống nhau thì có thể người ta cũng sẽ đưa ra những cái quyết định mua sắm giống nhau.